Ok, rồi chào anh em ha. Ok, nhận được sự phản hồi của anh em thì mình có suy nghĩ về vấn đề đó là một bản vẽ có rất nhiều cái bản vẽ AutoCAD thì sao, đúng rồi. Thì mình phải đi tách từng cái rồi rồi mua về góc tọa độ, từng từng file nó rất là lâu. Ok, thì bây giờ làm sao mà cho dù nó nằm ở đâu mình vẫn làm cho đúng vị trí được, đúng rồi. Không cần phải mua về góc tọa độ, không cần phải tách file. Ok, thì mình có cái này. Có cái này, cái góc tọa độ này. Ok mà. Đó, cái góc tọa độ này thì để giúp mình có thể định vị được công trình của mình. Ví dụ công trình mình định vị ở đây và mình muốn vẽ những thành có layer, chẳng hạn như ở đây là 200, đúng không? Thì đây nhập vào slab 200 đây. Ok rồi, thì mình sẽ vẽ được cái sàn đây. Ok rồi, chắc là bắt đầu chắc rồi. Ví dụ bây giờ mình muốn vẽ những cái thành sàn bên này thì sao, đúng không? Những thành sàn bên này thì sao đó. Rồi thì mình thì làm sao để cho nó đúng góc tọa độ, mà mình chỉ việc mua góc tọa độ đây đi thôi đó, mua góc tọa độ đây đi thôi đó. Rồi rồi chúng ta coi thử là cái thằng layer là slab 100, đúng không? Nó là slab 100 thì chúng ta nhập vào slab 100 vào đó, chúng ta nhập vào slab 100 vào rồi. Sau đó chúng ta làm sao? Ok, đầu tiên lưu lại trước đã rồi, này chỉnh về phone, này chỉnh về chung cái đã. Ok mà rồi, chỉnh về phone rồi chỉnh về chung rồi. Thì ở đây thì sao ta, chưa ta quay lại đó, thì chúng ta sao có thêm được những cái sàn mới và không nhất thiết là phải đi mua về góc tọa độ rồi tách riêng ra thành nhiều file, mà chúng ta có thể thao tác được trên đây chỉ với cầm một điểm này thôi, thì chúng ta có thể làm được hết tất cả mà không cần phải mua rồi tách rồi làm gì cả. Ok, chỉ việc mua đây để định vị công trình thôi, định vị cái hệ lưới trục tách la thôi. Ok mà rồi, chào anh em ạ.